Để cung ứng lương thực thực phẩm cho thành phố Hồ Chí Minh, Tổ công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất hai phương án trong thời gian thực hiện giãn cách ai ở đâu ở yên đó. Theo đó, hai phương án này chuẩn bị lương thực thực phẩm thiết yếu cho thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 23 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9. Trong đó, phương án thứ nhất sẽ đảm bảo 100% nhu cầu của thành phố Hồ Chí Minh, ngoài sự cung ứng của siêu thị. Để đáp ứng nhu cầu cho phương án này, Tổ công tác đã có kế hoạch kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã cung ứng cụ thể với số lượng lên tới 10.200 tấn một ngày, chưa bao gồm 4 triệu quả trứng gia cầm. Đối với phương án 2, ngoài cung ứng của hệ thống siêu thị sẽ đáp ứng 50% nhu cầu của thành phố Hồ Chí Minh. Với phương án này, tổ công tác đã xây dựng kế hoạch kết nối với các doanh nghiệp hợp tác xã có địa chỉ cung ứng cụ thể với số lượng là 4.500 tấn một ngày. Song song với các mặt hàng trọng yếu trên đã được kết nối, tổ cung ứng còn cho biết các doanh nghiệp hợp tác xã đã được kết nối và cung ứng sẵn khi thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu. Nguồn hàng cung ứng luôn dồi dào và nhiều hơn so với tiêu thụ.